Riêng cái bà Văn đến bây giờ đó, bà con bạn thấy là bà cũng là bạch vô âm tín, cái số tiền vàng cưới tất cả một cái bây giờ là vẫn là ảo số đấy. Tôi nói riêng mọi cái vết đó thôi là nhìn mặt xu gia cũng hơi khó rồi đó. Đầu âm u 70, âm u 77 này bây giờ xui ra tới nhà mà nó thật sự họ nhớ lại cái câu chuyện đây, nó thật sự họ uống nước mà phải sặc lên mũi, thấy không? Chỉ cần mà họ đang mời nước uống với nhau xui ra, cái như uống với nhau một ly trà một ly nước đó, mà nhớ lại câu chuyện là anh cái anh lên cộng đồng mạng cái như là anh tiếng vợ rồi anh cái như là lì xì lùm xùm trên cộng đồng mạng trong một thời gian khá dài cũng liên quan cái câu chuyện này chuyện nọ. Thật sự với con như tôi đấy, như tôi mà tôi tới uống nước mà mỗi lần tôi nhớ lại câu chuyện mà anh lên bắt đầu là anh khoe hàng là từ 40 cho đến 65 là cả trăm người vợ là tôi xịt nước là lỗ mũi liền, cười sặc nước liền đấy. À, nếu như mà 86 tuổi rồi cái vấn đề mà tăng gối đó là ổng cũng còn được không mà sao ổng đi tiễn vợ vậy chú? Tại ông xài thuốc không á. Dạ. Cái chi tiết này cũng trùng khớp với chi tiết của là cái cô ở tại Sóc Trăng đó. Ông xài thuốc không đó là nó trùng khớp với cái chi tiết của cô tại Sóc Trăng. Cô tại Sóc Trăng cũng nói vậy, cô tại Sóc Trăng cũng nói rằng cái như là cô thấy cái vị thuốc có 2 viên, bắt đầu cô đi tắm ra là thấy còn 1 viên, có nghĩa là anh đục 1 viên nào, anh đục 1 viên là nó chờ sẵn đấy. Vì cái tác dụng mà tác dụng của thuốc á, ít ra nó phải có tác dụng từ cái như là 15 đến là 30 phút nó mới là phát huy tác dụng. À, cho nên là cái như bà vừa đi tắm là anh ở ngoài này anh quằn quằn anh đục 1 viên đấy, nhưng mà nó đen cho ảnh là anh đục vô đấy rồi là bà bạn bà bị bệnh là cái như là cái bà ở Sóc Trăng là bà chạy bà ba đấy bà chạy vô bệnh viện bà nuôi thì anh ở nhà điên đấy là gọi là cái như là chịu trận không đi nó chịu trận là anh tức rồi, một cái tức rồi. Cái tức thứ hai á, sáng ngày bà từ bệnh viện bà gì à, bà cũng là cái thao tác cũng là đi tắm, anh này anh ở ngoài chắc là ngon anh đâu đi tắm là anh ở này anh nghĩ là chắc là xong tắm là cái gì tới nó sẽ tới, bắt đầu anh ở ngoài này còn 1 viên còn lại anh đục tiếp 1 viên nữa, bắt đầu là bà gọi cho anh một xe ôm nữa đó, cuối cùng là anh hút 2 viên thuốc luôn không có sờ muối trơn trọi đấy. Cây cây cứu bà hẳn à, cây cứu hẳn chứ anh gì bà này điện đâu nghe mấy đúng không vậy đấy. Mà qua lời chú này nói nè, qua lời chú này nói thì chúng ta thấy là một cái điểm nó tương đồng. Qua lời kể của cô ở tại Sóc Trăng, cô ba đấy với là chú này là có một cái điểm tương đồng là cụ này có dùng thuốc, mà tôi nói đúng chứ đâu có sai. Cái tuổi ở đấy đó, tuổi cỡ đấy là tôi nói không dùng thuốc mới lạ, dùng thuốc là cái chuyện bình thường. Đấy. Ngày xưa trai trẻ thì nghèo, bây giờ rủng rỉnh teo mắt rầu đó, chắc ăn là vấn đề, ông dùng thuốc là cái chuyện không tránh khỏi. À, trên cái vấn đề ở đây đó, chú này nói có nhiều cái vấn đề là mình nghĩ là nó rất hợp lý. À, chú này là ở hàng xóm thật. À. Trời ơi Đúng rồi. À, ổng dùng thuốc á thì mình nghe mấy cái bà mà chạy ổng á là nghe mấy bà thật là mà nó chơi mà nó mang sáng đi ngủ khúc được. Trời Trời ơi. Dạ. À, bởi vậy gọi có bà kia bà ấy tầm mà mang tao 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 chạy. Dạ, trời ơi. Ổng là nếu mà không có chơi nổi á là cũng xài thuốc, phải xài thuốc. Tôi nói anh nói là mình nói ra mình không thấy rồi đàn ông với đàn ông nhau mình đi bôi bát ổng. Nhưng mà em sống kiểu đó làm sao sống được, tiền thì ông có đúng nhà, ổng có qua ấy ra. Dạ. Em gọi sao? Tiền là anh giữ bao bao cuối thì cũng đúng. Riêng cái này cũng đúng. Cô Sóc Trăng cũng nói là ông này là ông rất kỹ tiền, rất kỹ tính. Đấy. Đi mua củ cải ông vứt ra 10 ngàn đấy là bà kia cầm 10 ngàn mà nước 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 mắt chảy ròng ròng. 10 ngàn mà đi mua một bữa ăn mà bà con biết mấy người không? 4 người. Ông là một, chứ là 3 người của phía đàn gái nữa là 4. Đấy mà cái như là có 10 ngàn củ cải ăn cái gì? Đấy. À, bà thấy đúng không? Cái vấn đề thứ hai nữa là cái cô bé đó, cô lên cô nói ông này là keo kiệt thật sự, trùng khớp với lời của chú này luôn.
Bà con ha, cái sự trùng khớp là ở chỗ đây. Cũng biết là cách anh này anh tiêu tiền mà dè dặt búng xính. Đấy. Đây là một cái vấn đề gọi là búng xính là có thật. Rồi ổng là trên thiên đài đó là ổng là chỗ nào mà bà mà chồng chết đi chưa đầy tháng là có mặt ổng mấy cái tỉnh Sóc Trăng là chỗ nào có ổng á. Nhưng dạ vậy là ổng là nói chung nghe nói tới bà Giá là ở đâu có bà Giá là tới nha chú. Mà chồng chết có được 50 ngày nữa là chết rồi. À vợ chết chuyện 50 ngày nữa là đi kiếm hả chú? Ổng là ở đây là xác mấy con nè, chồng chết mới đâu chừng ba mấy 40 ngày à. Là ổng lại tới rồi mà nhà người ta nhà thờ nó ổng leo lên ổng ơi. Người ta sợ ổng té thấy ông già. Sợ ổng ổng té nói chú là chú té ổng nói trời ơi ước gì té ở đây cho chết tại đây đi. Bà con ha. Nhiều cái mà thật sự nghe mà cái như là cũng thật sự quý con cũng kinh ha. Đấy, nhà người cha ta nhà tường mà cái như là ảnh leo lô à, anh leo vô anh nhìn thôi làm mấy được mà người ta sợ anh té già nào đi chân gấu rủ liễu rồi mà bây giờ nói thật sự đấy, anh ao ước trời ơi bây giờ mà té mà chết ở đây cũng được đúng không, bây giờ qua mà qua té đấy qua nằm chỗ đây cũng được miễn sao là qua nhìn thấy em là qua sướng rồi. Là anh đâu có quan trọng với con, lúc đấy là sự sống chết với anh là chuyện là như nhẹ như lông hồng, không quan trọng, chỉ cần là được gần bên em là đủ rồi. Ghê quá vậy, nghe chú này kể là mình thấy ghê. Mà mấy cô đó là chồng mới chết là ổng tới rồi ổng nói vậy rồi làm sao mà giờ chú biết? Trời ơi, người mấy con mẹ đó cậu tôi nói lợi này á, người ta đâu có chịu quá, người ta nói mình cắt vô, người ta nói chồng chết rồi đủ ấm mẹ nó đi, chồng chịu nuôi. Rồi bắt đầu ở đây ở gì cái tôi thì ở khác xã với ổng, nhưng mà ổng qua tới xã bên đây luôn đó, như là ổng chiếm địa bàn luôn đó. À thì ra là cái chú đây đó, cái chú đây với cụ với bảy là đang coi như là tranh giành địa bàn. Ông kia là ở khác xã. À, cái khu vực đấy, khu vực bên kia là khu vực của chú này. Đấy, mà cái âm U với bảy là hôm qua đấy gọi là anh mở rộng địa bàn quá vậy, mở rộng lãnh thổ là ông này ông cây. Bây giờ lên nó khai thiệt luôn. Chứ yêu tôi nói vì sao mà ông này ông hiếu quá rõ ta mà đến giai đoạn đây mà ông lên nó khai từng chi tiết một. Hèn chi bây giờ tìm hiểu ra là hai ông cái đang tranh nhau cái địa bàn. Đấy, cái ông kia là cái tự nhiên địa bàn ngày xưa giờ. Ổng ở đấy mà giờ cái xuất hiện đâu cũng với bảy này. Đấy rồi vô đấy rồi lắng chiếm làm chi? Hay đọc tranh nhau. Trời ơi. Vậy là quá trời rồi. Trời ơi, đụng mà không có bà nào về ở được đâu. Trời ơi, ổng nói nổ tôi mới nhậu với thằng em vợ ổng này cách này đâu chừng tay vài ngày nè. Mà có cái gì đâu mà thì mà nấu cho dữ không. Dạ chân thì tắt đồng ý tụi đó là ổng có sang hồi trước dặn là ổng chỉ vàng đó ổng sang cái dặn là đất quan đó rồi bây giờ khai phá lại thì bây giờ trị giá thì như là một cân là khoảng một cây vàng 24 nghe không. Dạ là ổng chia cho con ổng đầu có ổng bây giờ ở sát bên ổng mấy thằng. Dạ con gái thấy không ở gần đó nữa. Đây là thằng. Cái này chú nói là cái như là chúng ta nhìn vô thấy sắc thật cái chứ. Con ổng là bây giờ ở xung quanh ổng hết. Đấy, từ con gái con trai à, có một số người là ở xung quanh ổng. Thì hôm qua là bà con thấy một số thức kim là máy kênh tích quay đầu con cái ở xung quanh hết. À. Cho nên chú này nói là cái như là tôi thấy là có nhiều cái đúng nha, nhiều cái đúng. À, trong đó có dùng thuốc là cũng đúng luôn nè. Đấy, con cái ở bên cạnh cũng đúng luôn nè. Có nghĩa người ta ở trong khu vực người ta biết rất rõ. Đó. Và cái vấn đề ở đây á, cái chỗ mà xấu vợ bấy vợ đó là cũng đúng luôn. Đó. Còn cái chuyện mà cái như là 40-50 bà gì đó là tôi nghĩ chắc là cũng không sai đâu. À. Có nghĩa bây giờ tôi nói với con mà anh quần nguyên cả một cái xã thì bây giờ nó thật sự tính cả trăm mà chứ. Nguyên cả một cái xã. Nếu mà một cái làng, một cái thôn á,
là nó ít chân quý vị. Nếu mà 40-50 người trong một cái làng, một cái thôn thì nó coi như là nó sai. Chứ còn nếu nguyên một cái xã thì coi như là nói thật sự quý quan tôi nghĩ là hơi có. À, nguyên một xã thì 40-50 người thì chuyện bình thường. À, cứ anh dắt gọi đi giao lưu biết như vậy thôi chứ. Dạ. Trời ơi, già cả muốn chết rồi mà muốn ở gần đây nhóc đi rồi đi Sài Gòn tiễn bà này bà kia mà cũng có được gì đâu. Dạ. À, chú ơi, thấy ông lên ông ơi, ông nội già kia thầy ông ơi là để bà nào hơn ông làm giấy. Tụi nói bây giờ theo cái gì chứng đại lực pháp á, nếu mà đã cho ra ông ở với bà đâu có con thì cái đó là mới được. Chứ còn nói bây giờ bà nào mấy cái bà này cũng không có am hiểu gì lực lệ. Còn nếu mà cứ về cũng để ông ký cho ông ký là con ông ký lực bây giờ là đã cho là phải ký hết, chính đứa con là phải ký hết mới được, mình mới được quyền là ok chỗ đó, phải không? Dạ. Cái bà tài sản á, chứ còn nói là ông nói về ông cho đồ bà nào vô đó thì tại ông dọc chừng hai ba bữa thì chạy chết mẹ thì quá kinh quý vị, quá kinh. À, nó tuổi cỡ đó mà bây giờ còn ham mô nữa đó, hèn chi mà cỡ như là bấy 40-50 bà, có nghĩa là tới đó rồi nó thật sự tới mà nhìn nhau thôi làm chứ được đó. Hèn chi mà cỡ như là ảnh cỡ như là bà con thấy không, những ngày vừa qua là ảnh lên quăng cái hết bà bé. À, bắt đầu là bà Sóc Trăng rồi tìm tới bà 51 tuổi nữa, có nghĩa là trong một khoảng thời gian ngắn là chúng ta thấy là ông xào qua xào lại là ba bà rồi, đúng không? Mà muốn chịu ở dưới đó là mấy chục năm trời thì cái chuyện là 40-50 bà là tôi nghĩ là cũng có quý vị. 40-50 bà tôi nghĩ cũng có. À, không biết là bà bé là ông uống mấy viên thuốc thì cái này là bà bé bà chưa nói, chứ riêng cái bà ở Sóc Trăng là riêng bà đấy là ông hút 2 viên rồi đó. Bắt đầu là cái như là anh giận hờn vu vơ vì bà này có những cái mà gọi là cá nhân là không cho anh được tội nguyện. Đấy, bắt đầu là anh tính cái đường là lên lại Sài Gòn. Đấy, Sài Gòn thẳng tiến liền. Đấy không? Chứ cái vấn đề đó, vì sao cộng đồng mạng cá nhân là phải dậy sóng? Vì những người đã lớn tuổi như thế này rồi mà thấy cái vấn đề họ cá nhân là nóng vội hời hợt. Đấy, và thậm chí rằng họ có những cái rồi quá tham lam. Cái gì nó cũng từ từ. Cái gì nó cũng có cái gọi là cái thời gian chứ. Con của người ta nuôi lớn mấy chục năm trời mà anh nghĩ sao người ta mời về nhà chơi có một đêm mà anh đòi hút người ta rồi. À, bắt đầu người ta không cho, bắt đầu là giận, giận hờn vu vơ, bắt đầu là cái như là lên lại Sài Gòn lần thứ ba. À, có nghĩa là anh lên lại Sài Gòn lần nhất á là gặp cái bà bé. À, cái bà bé là bà tặng cho anh đồng hồ đồng đồ đó. Đó, bắt đầu lên lại Sài Gòn lần hai là gặp cái bà U kể như là bà ba này ở tại Sóc Trăng. Bắt đầu cũng thấy không xong, bắt đầu tính lên lại Sài Gòn lần ba. Mà tôi nếu như cái đà này đó quý vị, cái đà này mà chỉ cần không có người lên tiếng là ông này dễ là quốc lên Sài Gòn lần 10 lắm. Vì tới đó nó thật sự, cái nhà đấy tới đó là ai thấy cũng bỏ chạy. Nếu như người ta tới ổng vì cái tình yêu đó thì nó khác. Mà người ta tới vì cái tài sản, vì tiền đó thì tới đó người ta bỏ chạy, trị giá đó nó không lớn. Cái giá trị nó không lớn. Người ta tới ông vì tiền mà người ta nhìn thấy cảnh là thấy người ta sợ liền, thấy hoảng liền, bỏ chạy mất dép liền. Nhà là nhà mặt tiền. Có nhà mặt tiền, nhà chỗ đấy bán cho ai? Mà giới thiệu là nhà mặt tiền có hồ bơi. Nghĩa là sao phát đúng là cái hồ bơi thiệt, mà cá bơi là phải người bơi. Có nghĩa là cứu mà lên cộng đồng mạng đố thì cũng quá trời quá đất.